Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại đối với kênh YouTube của MMO Official. Và hôm nay thì mình sẽ xin chia sẻ cho bạn một dự án Oren NFT Europe. Thì đối với một dự án này, chúng ta sẽ ăn chia khoảng là 15.000 đô cái token này nhá. Ok, thì mình cũng sẽ để cái đường link đăng ký dưới phần mô tả của video này cho các bạn có thể dễ dàng tham gia vào kèo Europe. Bạn sẽ chọn cho mình nút Start ở đây này. Đó, nó sẽ hiển thị ra cho bạn một cái bảng như thế này. Sau đó thì bạn sẽ chọn cho mình là phần Start. Ok, ở đây nhá thì chúng ta sẽ có những cái phần như sau. Đây là phần 1/6, click cho mình vào cái phần là Join ORG Telegram đó. Ở đây thì mình đã đăng ký kênh rồi cho nên là mình sẽ không phải đăng ký lại nữa nhá. Bạn để ý cho mình này, cái nó có cái nút Join ở đây thì bạn bấm ra cho mình nhá. Ok, chọn Next. Tiếp theo này, Join Crypto. Đấy, chọn nút Join đây. Chọn Next. Tiếp theo này, Join ORG Channel. Đấy, chọn là Join Channel nhá. Rồi, chọn Next cho mình. Tiếp theo này, Join Crypto Xquad X này. Join Channel cho mình. Chọn Next. Tiếp theo này, click Follow ORG NFT và Follow ORG Swap. Rồi ok, ở đây thì bạn sẽ chọn cho mình là nút theo dõi nhé. Tiếp theo là Follow ORG Swap này. Đó, ở đây thì bạn cũng chọn cho mình là nút theo dõi nhé. Rồi, chọn Next cho mình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi Follow CZ Swap X này. Rồi, chọn cho mình là nút theo dõi ở đây nhé. Sau đó thì bạn sẽ chọn cho mình nút đăng. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ nhập cho mình là cái username Twitter của bạn. Chọn cho mình là hồ sơ. Copy cho mình cái username của bạn nhé. Đó, paste vào đây. Theo là nhập cho mình cái địa chỉ OKEX. Ở đây thì mình sử dụng ví MetaMask này. Rồi ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách add cái địa chỉ OKEX Network vào cái ví MetaMask nhé. Rồi ở đây thì bạn mở cho mình cái ví MetaMask của bạn ra nhé. Sau đó thì bạn sẽ chọn cho mình vào ô tài khoản này. Chọn cho mình là cài đặt. Kéo xuống chọn cho mình là phần mạng. Thêm mạng cho mình. Thì cái tên mạng ở đây ấy, bạn sẽ chọn cho mình là OKEX Network. Rồi, tiếp theo là URL đúng không? Bạn sẽ copy cho mình cái đường link này nhé. Ok, tiếp theo này. Cái phần mã chuỗi ký hiệu thì bạn sẽ chọn đây cho mình. URL cuối cùng này. Copy cái link này nhé. Ok, thì bạn sẽ chọn cho mình nút lưu. Rồi, nó đã nhảy ra là OKEX Network này. Đấy là mình vừa thêm mạng đấy. Rồi nhá, thì cái phần này mình cũng sẽ để cho các bạn ở dưới cái phần mô tả video của mình. Bây giờ thì bạn mở lại ví MetaMask. Chọn cho mình là sao chép. Paste vào đây. Đó, thì mình đã hoàn thành ra được cái kèo này. Mình cũng sẽ để cái đường link đăng ký dưới phần mô tả video này cho các bạn có thể dễ dàng tham gia vào kèo Europe ăn chia khoảng là 15.000 đô cái token ORG, nó sẽ gửi cho bạn về ví MetaMask nhé. Rồi ok, thì mình cũng xin kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.